Dạ, cho con hỏi, xin được hỏi Tam Tạng Kinh Điển Trên Bàn của thầy đã được xuất bản hay chưa? Xin thưa là cái quyển sư để ở trên bàn thì nó thứ nhất là nó không phải là Tam Tạng, mà đây là bộ từ điển Bách Khoa Toàn Thư. Cái bộ này thì bằng tiếng Anh, sư đang cho dịch, sư đang cho dịch. Và cái quý vị muốn thỉnh, nếu một á, là thỉnh bản tiếng Anh á, thì vui lòng đi qua Tích Lan thỉnh. Xuất bản rồi nhưng mà ở Tích Lan chứ không có ở Việt Nam. Còn nếu mà muốn có bộ tiếng Việt thì chờ đi, sư đang cho dịch nha, sư đang cho dịch, thì dịch tới đâu thì sư sẽ xuất bản tới đó. Còn quý vị muốn hỏi là Tam Tạng á, nếu mà là Tam Tạng thì bây giờ đang có bản của Ngài Minh Châu là có ở trên Lazada và Shopee là đều có. Còn bản dịch của Ngài Chánh Thân á, thì có ở trên mạng, hoặc là xem có ai đó có cho bán hoặc là cho thỉnh thì quý vị liên hệ, chứ sư cũng không rành ha.